Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cú lật kèo của thủ phạm Lam Tổng Trọng nuốt ngược cục tức. Trọng đấm ông Thủ nhưng lại dính vào ông Phúc. Không phải ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không biết ông Phạm Minh Chính là người gần gũi với bà Dũng. Cũng từ ngành công an mà ra, ông Dũng cố tình lẻo lái đàn em đưa về Quảng Ninh lập nghiệp trước khi về Trung ương. Thời ông Phạm Minh Chính nắm bí thư tỉnh Quảng Ninh năm 2011 đến năm 2015 là lúc ông Tổng Bí thư đã nhận chức vụ đứng đầu của Đảng và không quan tâm đến ông tiểu tốt này lắm. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông Chính không có lời nói vào ông Tô Huy Dứa thì có lẽ ông Tổng cũng ghét Nguyễn Tấn Dũng và ghét lây ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, cái may của Phạm Minh Chính là ông có nhóm lợi ích Thanh Hóa nâng đỡ nên mới có được cảm tình của ông Trọng. Và ông Phạm Minh Chính cũng đúng là người hiểu biết về chính trị Đảng Cộng sản hơn ai hết. Người Cộng sản nào cũng khoái tầng bốc, khoái được nịnh nọt. Vì thế mà ông Chính mới có câu làm mắt lòng ông Tổng rằng không ai xứng đáng làm Tổng Bí thư hơn anh. Tôi nguyện đem hết sức mình và vận dụng mọi cơ chế có thể để anh tiếp tục sự nghiệp lãnh tụ. Với quyền lực của một trưởng ban tổ chức trung ương, Phạm Minh Chính đã làm việc với những người thất sủng sắp vào lò, nói lời đề nghị ông Tổng ở lại hết nhiệm kỳ 3. Thế là ông Tổng hài lòng. Trong các nhân vật đề xuất ông Tổng ở lại nhiệm kỳ 3 và trước đại hội 13 thì có ông Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình. Nhờ lần nhìn ảnh mà ông Tổng lạ hạ lửa và thêm vào đó là cửa vào trưởng ban tổ chức, ông Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình về hưu non đã thoát khỏi việc bị quăng vào lò như đinh là thằng. Ngoài ra, ông Phạm Minh Chính còn nhờ ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhờ bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất ông Tổng được ở lại. Được biết, tại đại hội 13, nhiều thành viên của Bộ Chính trị không đồng ý ông Trọng ở lại nhiệm kỳ 3, vì như vậy là vi phạm nghiêm trọng điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra, rằng Tổng Bí thư không làm quá 2 nhiệm kỳ. Nhờ sự vận động của ông Phạm Minh Chính và ông Tổng được ở lại thêm nhiệm kỳ thứ 3, có thể nói ông Chính đã rất nhạy cảm khi đọc được ước muốn lớn nhất của ông Tổng và đã thỏa mãn ông Tổng điều đó. Đổi lại, ông Tổng sẽ ủng hộ Phạm Minh Chính nhảy ngang từ ban bí thư sang chính phủ, hất cẳng ông Nguyễn Xuân Phúc ra rìa. Đây là hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đương nhiệm. Cuộc kết hợp giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính đã nhạt đi từ khi ông Chính chiếm được chiếc ghế Thủ tướng đầy quyền lực. Điều mà ông Tổng không hài lòng là ông Chính lại công khai liên kết với thế lực cựu thù của ông, tức là gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Có lẽ ông Phạm Minh Chính nghĩ rằng khi ông đã nắm được chính phủ thì ông đã đủ lông đủ cánh để đứng ra độc lập một lãnh tụ riêng biệt, chứ không phải nấp dưới cái bóng của ông Tổng như trước đây nữa. Dường như đối với ông Tổng thì đây được xem là cú lật kèo một cách đau đớn. Và đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát, sự yếu kém của ông Chính trong chỉ đạo là yếu huyệt lớn nhất mà ông Thủ tướng bộc lộ ra. Dựa vào đấy, ông Tổng đã tấn công vào thế lực của Thủ Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu giúp ông Tổng đã khá nhiều củi trong công cuộc đốt lò. Tuy nhiên, hai vụ này khi điều tra lại bể ra chuyện liên quan của bà vợ ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Vì thế, bão đã bạt hướng. Thay vì thổi mạnh vào nhà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thì nay lại muốn thổi bay nóc nhà ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đánh ông Thủ tướng là để cho Vương Đình Huệ được dễ dàng chạy về đích trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực vào thời gian tới. Đánh ông Chủ tịch Phúc là để trả công cho đồ đệ Tô Lâm. Để đánh hai người này thì khơi thật mạnh vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu ra. Tuy nhiên, càng khui mạnh thì ruồi mũi ngã lăn quay, còn châu bò thì vẫn chưa thấy gì. Nhiều người đang kỳ vọng rằng Hội nghị Trung ương lần thứ 6 này sẽ bay một chiếc ghế tứ trụ. Nếu không làm được thì e rằng lò của ông Tổng vẫn chưa đáng sợ như người ta vẫn tưởng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng tung gọng kìm siết chặt, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh rút hay bám? Bám cũng chẳng vẻ vang gì. Ông Phạm Bình Minh là một trong những hạt giống đỏ nổi tiếng tại Việt Nam. Cha của ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch.
Về cuối sự nghiệp, ông Nguyễn Cơ Thạch đã trở thành người thất sủng đối với thế lực chính trị đứng đầu Đảng Cộng sản thời gian đó. Và có vẻ như hiện nay, ông Phạm Bình Minh đang dẫm lên vết xe đổ của cha mình. Ông Nguyễn Cơ Thạch là một người lừng lẫy. Ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là tương đương với Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Tức là chức vụ mà ông Phạm Bình Minh đã nắm ở nhiệm kỳ năm 2016-2021 là ngang bằng với chức vụ mà cha của ông đã từng được nắm trước đây. Trên hình ảnh, ông Phạm Bình Minh sẽ là người thất sủng. Ngành ngoại giao là một ngành đòi hỏi phải có trình độ thực sự. Ông Nguyễn Cơ Thạch đảm nhận Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được xem như là ngôi sao sáng vì trình độ học vấn so với tầng lớp lãnh đạo phía trên của ông. Và ông Phạm Bình Minh hiện nay cũng không phải là ngôi sao sáng lắm, nhưng so với ông Tổng Trọng có tư tưởng cổ hủ quanh quẩn những mớ lý thuyết Marx và Lenin, xem giá trị thì xem như ông Phạm Bình Minh cũng có phần giống cha của mình, nghĩa là sự hiểu biết của ông nhiều hơn ông Tổng Trọng. Ông Nguyễn Cơ Thạch nắm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1980 cho đến tận năm 1991, trong lúc đất nước có nhiều biến động. Năm 1990, dưới thời ông Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư, ông Đỗ Mười là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ trưởng, Thủ tướng, thì hai ông này đã đưa đất nước trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc bằng hội nghị Thành Đô vào năm 1990. Ông Nguyễn Cơ Thạch đã bị loại vì ông chống đường lối ngoại giao thân tàu. Thực tế, ông Nguyễn Cơ Thạch bị thất sủng trong vẻ vang. Tuy nhiên, ngày nay ông Phạm Bình Minh đang là con người thất sủng, mà thất sủng dính vào tội tham ô của Cục Lãnh sự do ông quản lý. Thật nhục nhã cho một ông Phó Thủ tướng thường trực hiện nay. Có thể nói, vụ Cục Lãnh sự thực hiện hành động lùa gà trục lợi trên xương máu đồng bào bị mắc kẹt ở nước ngoài giữa đại dịch Covid-19 là hành động đáng xấu hổ vô cùng. Việc ông Tổng đang muốn kỷ luật ông Phạm Bình Minh là thích đáng. Không ai thương tiếc cho một ông Phó Thủ tướng thường trực không quản lý nổi những bàn bệ trong phạm vi trách nhiệm của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Cơ Thạch từng là người thất sủng, nhưng thất sủng để lại tiếng thơm. Hiện nay ông Phạm Bình Minh bị hai sức ép. Cả hai người bị ông Trọng kỷ luật lần này đều là những người thân cận của ông trước đây và thân cận của ông hiện nay. Ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, là cấp phó của ông Phạm Bình Minh, thời ông làm Bộ trưởng. Còn ông Nguyễn Quang Linh là trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, là người thân cận của ông Phạm Bình Minh hiện nay. Cả hai ông này đều là thuộc hạ của ông Phạm Bình Minh, cả thuộc hạ và lúc làm Bộ trưởng, thuộc hạ lúc làm Phó Thủ tướng Thường trực thì đều dính chàm, thì ông Phạm Bình Minh trong sạch sao được. Có thể nói, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho kỷ luật hai nhân vật này như là hai gọng kìm ông Tổng đang siết chặt vào chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũ và hiện nay là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Xem ra, cơ hội ngồi lại chiếc ghế của ông Phạm Bình Minh đang trở nên ngày một mong manh. Có thể nói, cả ông Phạm Bình Minh và cha của ông là cựu Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đều là những người thất sủng. Nhưng khác nhau, một người thất sủng để lại tiếng thơm, một người thất sủng để lại vết nhơ. Không biết ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh rút hay sẽ bám. Nếu bám thì có lẽ ông chỉ tìm kiếm lợi ích kinh tế chứ chẳng vẻ vang gì, bởi để cho cấp dưới trục lợi trên đầu trên cổ người dân đang mắc kẹt vì đại dịch cho thấy là một vết nhơ rất khó rửa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang tung hai gọng kìm vào chiếc ghế của ông Phạm Bình Minh nắm giữ. Trong Đảng Cộng sản, ai cũng tham quyền, cố vị và thiếu tự trọng. Tham quyền đến mức mở mắt, đến mức bất chấp tất cả, thậm chí coi quyền lực còn hơn cả tính mạng. Có lẽ ông Phạm Bình Minh cũng không ngoại lệ. Ông cố bám quyền lực, dù cho bám thì cũng chẳng vẻ vang gì hơn.